đấy, các anh chị làm văn phòng đấy, chúng ta không có thời gian để đạp thể dục đúng không ạ? Thì chúng ta tranh thủ bằng những việc là chúng ta đi làm bằng những chiếc xe này, vừa đi vừa đạp luôn đấy, cũng rất là tiện lợi nhá. Đấy, nói chung là một công năng đôi ba việc. Đấy, anh em có thể, các bạn có thể biết khi mà các nước nó càng phát triển lên thì người ta lại đi xe điện, xe đạp càng nhiều. Điển hình như một số những nước phát triển ở châu Âu như là Hà Lan chẳng hạn, thì dân số họ đi xe đạp rất là nhiều đấy, bởi vì họ muốn quay về cuộc sống xanh và cũng liên quan đến vấn đề là thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe luôn. Bởi vì bây giờ thì ngoài vấn đề về đồ ăn thức uống ra, chú ý đến về môi trường, bảo vệ môi trường và sạch sẽ an toàn ra, thì chúng ta cũng chú ý đến vấn đề là thể dục thể thao nữa. Tuy nhiên là về áp lực công việc, áp lực cuộc sống thì thời gian thể thao thì chúng ta không có nhiều, thì chúng ta sẽ kết hợp. Thì đây mình đã nghĩ là một cái xu hướng rất là hay. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Xe Điện Mạnh Phát. Và ngày hôm nay tiếp tục series về những chiếc xe đạp điện trợ lực mà Mạnh Phát đang phân phối tại Việt Nam. Giới thiệu mọi người phiên bản xe đạp điện trợ lực Sohamo H2. Đây là một trong những mẫu xe đạp điện với kiểu dáng thiết kế rất là classic, đẹp và rất là dễ. Và phiên bản này thì anh em nhìn anh em cũng biết rồi, xe này thì sẽ thiên cho các chị em phụ nữ đi nhiều và các bà. Bởi vì cái chỗ này, đấy, anh em con trai thì lên xe như này đúng không ạ? Đấy, như này đúng không ạ? Nhưng các chị em phụ nữ thì ai lên như thế đúng không? Đặc biệt các chị em phụ nữ mặc váy thì chúng ta phải lên như này. Đấy, thì chiếc xe này nó sinh ra là dành cho những người như vậy đúng không ạ? Rồi, một chiếc xe được thiết kế vẫn mang cái hơi hướng của những dòng xe trợ lực đến từ thương hiệu Sohamo, với đặc thù nó là bánh nó sẽ rất là to và nhìn nó rất là cứng cáp. Thì phiên bản này vẫn thường như vậy, nó sẽ thay đổi cái khung thành màu trắng này và cái đường cong khung nó trở nên mềm mại hơn. Đấy. Và cái phần yên sau cũng vậy, cái chất của dòng Sohamo này là chúng ta sẽ có một trong những xe có độ hoàn thiện rất là tốt, bởi vì nó là hàng chính hãng này, toàn bộ những cái phần màu đen này đều được sơn tĩnh điện nhá, sơn tĩnh điện nên là cái độ nước sơn nó rất là bền, chống rỉ và nhìn nó rất là khôn. Đấy, đối với dòng xe trợ lực thì anh em cũng biết rồi, tất cả các mẫu xe thì đều có thể gấp gọn lại được, nhưng mà cũng chia sẻ với anh em mà đa phần anh em rất ít khi gấp đối với những dòng mẫu xe to như thế này. Xe nhỏ thì anh em hay gấp mang đi lại, còn những cái mẫu xe to này thông thường các bạn mua thì đều để như này cả. Đúng không ạ? Cái gấp này là một cái thiết kế cũng rất là thông minh. Bởi vì chúng ta có thể là rất ít khi gấp, nhưng mà đúng những lúc cần gấp thì nó lại rất là hiệu quả. Đúng không ạ? Vì cái tính năng gấp này rất ít khi sử dụng, nhưng mà có thì cũng không thể nói là nó thừa được. Đấy. Với cái dòng xe trợ lực này thì chúng ta sẽ có một cái bộ pin được trang bị một cái dung tích cực kỳ lớn, và cái này là cái tôn chỉ do Mạnh Phát bán cho mọi người. Bởi vì mọi người đúng không ạ? Đối với những chiếc xe như này để chúng ta đi lại rất là nhiều. Đấy, ngoài vấn đề là anh em đi đạp thể dục, anh em đi lại hàng ngày nhiều và cần một dung lượng pin lớn, và đây là một bộ pin có dung lượng pin lên đến 15.000A, 15.000 tức là tương đương với 15 AH đấy ạ. Và với dung lượng pin như này thì chúng ta đi thuần điện nó sẽ được khoảng 60 cây một lần sạc, và chúng ta đi trợ lực thì trên 100 cây nhá, trên 100 cây một lần sạc. Và còn nếu mà cũng chưa kể chúng ta đạp được rất là đơn giản thôi, bởi vì anh em nó sẽ quan sát này. Đấy, dòng xe này chúng ta thì sẽ có đằng trước chúng ta thì sẽ có 1 lít to, đằng sau chúng ta sẽ có hộp số 7 cấp đấy, 7 lít đúng không? Và bộ đề này đến từ thương hiệu Shimano Tunay, đấy, rất là xịn nhá. Số giang số cực kỳ mượt mà, cực kỳ mượt mà luôn ạ. Đấy, đạp thì nó nhẹ như xe đạp bình thường luôn. Đây, chúng ta sẽ nhìn này, bộ số của nó sẽ ở trên này. Đấy, gạt và dấu cộng ở đây ạ. Đấy. Chúng ta sẽ có một cái màn hình hiển thị ở đây. Đấy, cho các bạn xem. Đấy. Chúng ta sẽ có số để chúng ta trợ lực, cái số 1 này, số 2, số 3, số 4, số 5 này. Đấy, cho tất cả 5 số vào, đưa về 0 và đạp như một chiếc xe đạp bình thường. Đấy. Nếu mà tính cả số 0 thì chúng ta có 6 số nhá. Đấy. Và phiên bản này chúng ta sẽ là ga ở bên trái nhé. Để số 0 là không ga được này. Đấy, đúng không ạ? Để số 0 là không ga được, chúng ta chỉ đạp bình thường thôi. Đấy. Toàn bộ hệ thống rắc ở trên xe thì đây, Mạnh Phát sẽ bật mí cho anh em này, rắc toàn bộ là sẽ là rắc chống nước hết nhé. Đây, chúng ta nhìn thấy tất cả những cái này nó đều có rắc. Đấy. Rất là thông minh. Hàng cao cấp nó sẽ khác ạ. Chúng ta thay thế cho điều phải cắm rắc hết nhá. Để cắm rắc. Chúng ta sẽ có bên này, chúng ta sẽ có một cái là còi này. Đây, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về chiếc xe này. Đây là một chiếc xe Mạnh Phát cũng là một sản phẩm rất là mới, và khi mà Mạnh Phát giới thiệu mọi người cũng là trong quá trình Mạnh Phát vừa giới thiệu và sẽ vừa tìm hiểu về xe để cùng nhau chia sẻ về những cái hay của chiếc xe này nhé. Xe này thì ưu điểm của nó là cái giảm sóc này của nó này rất là êm nhé, và rất là cảm giác đi rất là mượt mà, và độ nảy nó rất là tốt. Cái lốp này to thì nó mang lại cho chúng ta cái trải nghiệm đó là đi nó rất là đầm nhé. Đây, mọi người nhìn này, cái bản lốp nó to bằng 4 ngón tay luôn ạ, bản lốp to bằng 4 ngón tay luôn. Đây, Mạnh Phát sẽ đạp thử và trải nghiệm xe cho mọi người xem nhé. Đây. Đầu tiên chúng ta sẽ trải nghiệm ở cái trạng thái là chúng ta sẽ đạp cơ thôi.
đạp thuần thôi. Nếu mà nói là chiếc xe này đạp nó như một chiếc xe đạp bình thường thì chính xác. Còn nếu mà để so với độ nhẹ giống như những chiếc xe thể thao thì nó sẽ gọi là nặng hơn một tí tí thôi. Nhưng mà cái điều đó thì chúng ta sẽ không phân biệt được đâu ạ. Và đạp nó về cơ bản nó như một chiếc xe bình thường. Đây. Đấy, và nếu mà chúng ta để cho độ trợ lực chẳng hạn nhá. Đấy, thì chúng ta đạp một cái nó sẽ chạy, cứ đạp hai vòng thì nó sẽ chạy một đoạn. Đấy. Nếu mà để số 1 thì rất là nhẹ nhàng thôi. Đấy, và có 5 số cơ. Tốc độ tối đa của phiên bản này nó sẽ dao động đến khoảng tầm 35-40 cây một giờ đấy ạ. 35-40 cây một giờ. Còn nếu chúng ta đi thuần điện thì đây, mình sẽ đi thử thuần điện cho mọi người xem này. Đây, đấy, đi thuần điện này. Đấy. Tốc độ rất là ấn tượng nhá. Tốc độ nó phải lên đến tầm 40 cây một giờ đấy ạ. Đây. Đấy, đi thuần điện thì cảm giác nó khác hẳn luôn, đúng là đi như bay luôn. Đấy, còn đạt trợ lực thì rất là đơn giản và đạt thường thì như một chiếc xe đạp bình thường. Đấy. Nói chung là anh em có sức hay không thôi, chứ còn xe này chúng ta đi được từ Bắc vào Nam. Thế nói vui với anh em như vậy, vấn đề là có sức hay không, có để đạp hay không thôi. Còn nếu mà để ga thuần điện thì như Mạnh Phát chia sẻ, khoảng 60 cây một lần sạc. Đấy. Tổng kết lại thì đây là một cái mẫu xe được thiết kế hài hòa. Cái kiểu dáng thiết kế thì nó mang hướng ở những mẫu xe đạp thôi. Dáng này thì rất là bền và anh em đi thì không bao giờ lo lỗi mốt. Còn hàng chính hãng thì nó đã thể hiện ngay từ tiên những chiếc xe này, từ giảm xóc này, khung này, pin này, động cơ này. Đây cho anh em nhìn luôn. Trên động cơ nó cũng có thông số kỹ thuật đầy đủ này. Động cơ này, trong công suất này và tên của nhà máy luôn ạ. Đây ạ, Sohamo đầy đủ nhá. Đấy, bộ đề nó cũng có đầy đủ này. Đây độ anh em nhìn này. Đấy, quay chi tiết cho anh em nhìn độ hoàn thiện của chiếc xe. Rất là ấn tượng nhá. Đấy, rất là ấn tượng. Đối với phiên bản Sohamo H2 này thì Mạnh Phát đang bán cho mọi người mức giá là 14.500.000 và miễn phí vận chuyển trên toàn quốc cho tất cả các bạn nhé. Và khi các bạn nhận hàng thì chúng ta sẽ nhận hàng nguyên thùng luôn. Nên Mạnh Phát sẽ gửi clip cho anh em để hướng dẫn lắp xe, hoặc là anh em có thể mang ra quán và thuê lắp mất khoảng 200.000. Đấy, Mạnh Phát sẽ hỗ trợ anh em khoảng 200.000 để chúng ta tự lắp hoặc là mang ra quán cũng được. Đấy, bởi anh em ở xa thì Mạnh Phát sẽ miễn phí vận chuyển và hỗ trợ anh em một chút chi phí để anh em lắp xe nhé. Đấy, đây cái yên này chúng ta tháo ra và cho pin vào được nhé. Cái pin này thì chúng ta có thể là mang lên nhà để sạc được, mang lên trên nhà sạc được rất là bình thường. Đây, ví dụ nhé, Mạnh Phát sẽ thử cho mọi người này. Đây, đây chúng ta nhấc pin này ra, cầm lên nhà, lại sạc điện, đấy, rất là tiện đúng không ạ? Hoặc là chúng ta sạc ở dưới cũng được. Nói chung là về cơ bản thì đối với những cái dòng xe này thì được thiết kế nó rất là thông minh, nên là khi mà các bạn đây, đấy. Pin này chúng ta sẽ có khóa để tránh trong cái trường hợp là anh em đi bị người khác ra lấy mất pin nhé. Đây, nó có khóa xe. Đấy, nó khóa lại đầy đủ nên là các bạn rất là yên tâm nhé. Đấy, và khi mà chúng ta đã tắt chìa khóa và rút ra rồi thì chúng ta sẽ không bật xe lên được đâu ạ. Nên mọi người hoàn toàn yên tâm. Đấy. Và khi nhận xe thì chúng ta sẽ có kèm theo sạc và một bộ đồ sửa chữa đi theo xe để chúng ta vặn ốc, siết ốc đầy đủ nhé. Đấy. Về cơ bản thì những cái mẫu xe như này thì lắp đặt nó khi mà nhận xe lắp nó đã được 90% rồi, anh em chỉ lắp yên này, lắp bánh trước thôi. Đấy, mà cũng không có gì đâu phức tạp cả, lắp bàn đạp nữa thôi. Không gì phức tạp đâu ạ, bởi vì xe đã lắp đến 70-80% rồi, còn lại những chi tiết nhỏ thôi chứ không phải là nhập linh kiện rời đâu ạ. Nhập xe nguyên thùng mà. Đấy, nên anh em yên tâm. Đấy, trọng lượng của chiếc xe này thì mình phát thử nhấc xem nào. Trọng lượng của phiên bản này nó dao động khoảng tầm như này, chắc là nó khoảng tầm 35 đến 37 kg. Đấy. Khá là nhẹ đúng không ạ? Với một chiếc xe đạp như này thì khá là nhẹ. Đấy, và đạp nhẹ này, đấy, đi tiện lợi này. Nhưng đặc biệt là vấn đề là bây giờ thì anh em biết rồi, đúng không? Học sinh bây giờ chúng ta đi học thì dưới 16 tuổi chúng ta không thể sử dụng xe máy điện được. Đấy, và bây giờ làm rất là chặt nhá. Đấy, nên là đây là một sự lựa chọn rất là hay. Đấy, và Mạnh Phát nếu mà cá nhân mình thì mình rất là thích các bé đi học nên đi những xe trợ lực như này. Đấy, vừa tiên là an toàn và nếu mà nói về độ bền nhá, xe máy điện không bao giờ bền bằng xe đạp điện trợ lực này. Đấy, khẳng định với mọi người luôn. Đấy, đạp được, trợ lực được mà đi thuần điện được. Đấy, rất là bền. Bền, con này bền hơn rất là nhiều nhá. Và lại các mẹ, các bà cần một chiếc xe ở nhà để đi lại, đi chợ, đi búa này, an toàn, tiện lợi mà quen thuộc thì đây cũng là một sự lựa chọn rất là ok. Đấy, các anh chị làm văn phòng, đấy, chúng ta không có thời gian để đạp thể dục, đúng không ạ? Thì chúng ta tranh thủ vào những việc là chúng ta đi làm bằng những chiếc xe này, vừa đi vừa đạp luôn. Đấy, cũng rất là tiện lợi nhá. Đấy, nói chung là một công năng đôi ba việc. Đấy, anh em có thể, các bạn có thể biết khi mà các nước nó càng phát triển lên thì người ta lại đi xe điện, xe đạp càng nhiều. Điển hình như một số những nước phát triển ở châu Âu như là Hà Lan chẳng hạn thì dân số họ đi xe đạp rất là nhiều. Đấy, bởi vì họ muốn quay về cuộc sống xanh,
và cũng liên quan đến vấn đề là thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe đúng không? Bởi vì bây giờ thì ngoài vấn đề về đồ ăn thức uống ra, chú ý đến về môi trường, bảo vệ môi trường và sạch sẽ an toàn ra, thì chúng ta cũng chú ý đến vấn đề là thể dục thể thao nữa. Tuy nhiên là về áp lực công việc, áp lực cuộc sống thì thời gian thể thao có thể chúng ta không có nhiều thì chúng ta sẽ kết hợp. Thì đây mình đã nghĩ là một cái xu hướng rất là hay và ở Việt Nam mình dù gì nó rất là mới. Đấy, và anh em có nhu cầu về những cái mẫu xe đạp điện trợ lực này thì có thể nhấc máy lên và alo cho Xe Mạnh Phát qua số điện thoại là 0358 993 993 hoặc là 0866 903 993.